Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Chúng ta vẫn thường coi thời đại mà khủng long phi điểu tồn tại cho đến trước khi sự kiện tuyệt chủng phơ trắng phổ cận xảy ra là thời đại khủng long, với ngụ ý rất rõ ràng rằng đó là thời đại mà khủng long thống trị, làm bá chủ hành tinh, đè đầu cưỡi cổ muôn loài. Thế nhưng có một thực tế là khủng long không hề làm chủ hoàn toàn các hệ sinh thái như nhiều người vẫn nghĩ. Vẫn có những ngách sinh thái mà khủng long phải nhường lại quyền thống trị cho những nhóm động vật khác. Chẳng hạn như trên trời là rực long, còn dưới sông và đầm lầy là các họ hàng của cá sấu hiện đại ngày nay. Trong một video trước thì chúng ta từng tìm hiểu về Deinosuchus, chi cá sấu khổng lồ từng thống trị Bắc Mỹ khoảng 80-73 triệu năm trước. Ngày hôm nay, chúng ta hãy quay ngược lại thời gian thêm hơn 30 triệu năm nữa đến thế phân trắng sớm để tìm hiểu về một kẻ săn mồi bán thủy sinh lợi hại khác, Sacosuchus. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Kể từ đầu thế kỷ 20, châu Phi đã là một mảnh đất đầy hấp dẫn với các nhà cổ sinh vật học. Tại đây thì nhà cổ sinh vật học người Đức Ernst Rohmer từng khám phá ra hóa thạch của những chi khủng long sau này trở nên rất nổi tiếng, chẳng hạn như Spinosaurus, Carcharodontosaurus. Các nhà cổ sinh vật học biết rằng, ẩn sâu bên dưới mảnh đất này là những bí mật về sự sống cổ đại đang chờ được khám phá. Chính vì thế, từ năm 1946 cho đến năm 1959, các đoàn thám hiểm cổ sinh do nhà cổ sinh vật học người Pháp Albert Félix de Lapagon dẫn đầu đã khai quật nhiều địa điểm tại sa mạc Sahara, dẫn đến nhiều phát hiện quan trọng, trong đó có hóa thạch của một loài bò sát giống cá sấu khổng lồ. Tuy nhiên vào lúc này, họ vẫn chưa đưa ra kết luận cụ thể về việc đây là giống loài nào và phân loại chính xác ra sao, mà chỉ đưa ra nhận định chung chung rằng đây là một loài cá sấu mõm dài thời cổ đại. Đến năm 1964, một đội nghiên cứu thuộc Ủy ban Năng lượng Hạt nhân Pháp đã khám phá ra một chiếc hộp sọ khổng lồ trên lãnh thổ nước Niger. Chiếc hộp sọ này sau đó được gửi tới Paris để nghiên cứu, và lúc này họ mới nhận định nó cùng với các hóa thạch được tìm thấy ở Sahara trước đây cùng thuộc chung một giống loài, đồng thời là một danh pháp mới để mô tả chúng. Đó là Sacosuchus imperator, dịch ra tiếng Việt có nghĩa nôm na là cá sấu ăn thịt thống trị. Năm 1977, lại có một phát hiện khác liên quan đến Sacosuchus diễn ra. Trước đó thì vào thế kỷ 19, hay cụ thể hơn là năm 1869, nhà cổ sinh vật học lừng danh người Mỹ Othniel Charles Marsh đã mô tả và định danh một loài mới mà ông xếp vào chi cá sấu hiện đại Crocodilus từ những hóa thạch răng được tìm thấy ở đông bắc Brazil. Đến năm 1907, hai chiếc răng này cùng một số hóa thạch khác như xương hàm dưới, vảy xương ở lưng lại được gán sang một chi bò sát giống cá sấu đã tuyệt chủng là Goniopholis, do đó chúng ta có danh pháp là Goniopholis harti. Tuy nhiên 70 năm sau thì dựa trên loài Sacosuchus imperator được tìm thấy ở châu Phi, hai nhà cổ sinh vật học Pháp là Eric Buffetto và Philippe Take tiếp tục kết luận rằng những hóa thạch của Goniopholis harti thực chất thuộc cùng một chi với Sacosuchus imperator, và do đó họ thành lập danh pháp mới Sacosuchus harti cho những hóa thạch này. Như vậy thì hóa thạch của chi Sacosuchus được tìm thấy ở hai lục địa là châu Phi và Nam Mỹ, cách nhau đúng một đại dương là Đại Tây Dương với khoảng cách lên đến hàng nghìn cây số. Tại sao lại như vậy? Chuyện này có liên quan đến sự trôi dạt lục địa. Trên thực tế thì châu Phi và Nam Mỹ cùng thuộc về một lục địa gọi là Gondwana trong thời cổ đại. Sự chia tách chỉ diễn ra vào khoảng 140 triệu năm trước và hoàn thành vào khoảng 105 triệu năm trước. Chính vì thế mà giữa châu Phi và Nam Mỹ chia sẻ nhiều điểm tương đồng với hệ sinh thái cổ đại trong thời gian này. Và việc một giống loài cổ đại được tìm thấy ở châu Phi cũng được tìm thấy ở Nam Mỹ là chuyện đã không còn xa lạ gì với các nhà cổ sinh vật học. Sacosuchus cũng vậy. Như đã nói, ban đầu các nhà khoa học vẫn nghĩ rằng Sacosuchus là một loài cá sấu cổ đại và quả thực trông nó rất giống cá sấu. Thế nhưng chúng không phải là cá sấu thật sự mà chỉ là những họ hàng rất gần của nhau. Sacosuchus thuộc một họ bò sát giống cá sấu gọi là Pholidosauridae. Họ này cùng với cá sấu hiện đại thuộc một nhóm bò sát gọi là Crocodiliformes, tiến hóa từ Crocodilomorpha, nhóm Pseudosuchia duy nhất còn sống sót sau sự kiện tuyệt chủng cuối kỷ Tam Điệp. Do không còn vị thế thống trị như trong kỷ Tam Điệp, cộng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của khủng long, các Pseudosuchia mới của kỷ Jura và phấn trắng buộc phải mở ra những con đường mới, đánh chiếm những ngách sinh thái mới để sinh tồn. Một số chọn thích nghi với cuộc sống giang hồ, cuộc sống sông nước, trở thành những loài bán thủy sinh, trong đó có Pholidosauridae và tổ tiên của cá sấu hiện đại. Sự lựa chọn này hóa ra lại vô cùng đúng đắn, giúp chúng phát triển mạnh mẽ, trở thành vua của sông nước với một vài thành viên phát triển đến kích thước đáng kinh ngạc, chẳng hạn như Sacosuchus. Kích thước to lớn đương nhiên là để giúp chúng tiêu thụ những con mồi lớn hơn
không gì khác chính là khủng long, những kẻ đã chiếm lĩnh vị thế trên cạn của tổ tiên chúng. Vậy Sarcosuchus khổng lồ như thế nào? Từ trước đến giờ đã có nhiều mô tả và ước tính về kích thước của Sarcosuchus, thế nhưng một số bị phóng đại hơi quá mức. Nghiên cứu gần nhất vào năm 2019 đã đưa ra những con số khiêm tốn hơn, nhưng vẫn rất khủng. Phương pháp thường được sử dụng là sử dụng chiều dài của hộp sọ để suy ra chiều dài của cơ thể. Bởi các loài cá sấu hiện đại, họ hàng gần của Sarcosuchus, thì có mối liên hệ ổn định giữa chiều dài hộp sọ và chiều dài cơ thể ở cả hai giới tính. Đây gần như là một phương pháp bắt buộc bởi chúng ta không có một bộ xương nào hoàn chỉnh của Sarcosuchus nhưng có hộp sọ tương đối hoàn chỉnh. Vấn đề chỉ là chúng ta sử dụng đối tượng tham khảo là loài cá sấu hiện đại nào, bởi mỗi loài sẽ có tỷ lệ khác nhau đôi chút, chẳng hạn như cá sấu nước mặn hay cá sấu Bắc Mỹ, cá sấu Cayman hay cá sấu Ấn Độ. Chẳng hạn, nếu sử dụng cá sấu nước mặn để tham khảo, như trong một nghiên cứu vào năm 1978, dựa trên chiếc hộp sọ Sarcosuchus lớn nhất có chiều dài 1,6m, thì có thể suy ra cá thể từng sở hữu chiếc hộp sọ này dài đến 11,65m và nặng đến 8 tấn. Tuy nhiên, nếu sử dụng các loài cá sấu mõm dài làm tham chiếu, kết quả sẽ hơi khác. Chẳng hạn như nghiên cứu năm 2019 của Hayley O'Brien, ước tính của Sarcosuchus chỉ đạt chiều dài lớn nhất là 9,5m và nặng tối đa 4,3 tấn. Dù vậy, 9 hay 11m thì Sarcosuchus vẫn nằm trong top những giống loài lớn nhất trong nhóm Crocodiliformes từ trước đến giờ, cùng với Dinosuchus, Purosaurus, Ithicodon và Gryposuchus cũng đều loanh quanh 9 đến 10m. Kích thước này cũng đủ để chúng trở thành một trong hai loài săn mồi lớn nhất trong hệ sinh thái của nó. Loài còn lại là khủng long Suchomimus với chiều dài cũng từ 9 cho đến 11m. Nó cũng nằm trong top những loài lớn nhất của họ Pholidosauridae, với ứng viên cạnh tranh còn lại là Chalawan, một chi Pholidosauridae khổng lồ khác đến từ Thái Lan, có thể dài khoảng 10m. Cũng như các loài họ hàng khác, Sarcosuchus có một cái hàm đầy mạnh mẽ, trang bị rất nhiều những chiếc răng khỏe và sắc nhọn. Ở hàm trên mỗi bên có 35 chiếc răng, ở hàm dưới mỗi bên thì có 31 chiếc răng. Hàm trên dài hơn một chút so với hàm dưới, tạo ra khoảng trống giữa cả hai khi hai hàm đóng lại, khiến những chiếc răng hàm trên nhô ra trông rất đáng sợ. Một số ước tính cho biết lực cắn của Sarcosuchus rất mạnh, có thể lên đến 8 tấn, chỉ kém hơn một chút so với giới hạn trên của Dinosuchus là 10 tấn. Chúng hoàn toàn có thể nghiền nát sọ con mồi chỉ bằng một cú cắn duy nhất. Một đặc điểm đáng chú ý của Sarcosuchus là một cục u gọi là bulla nằm ở đầu mõm, khá giống với cấu trúc gọi là gara ở cá sấu Ấn Độ. Tuy nhiên không giống như cá sấu Ấn Độ, gara chỉ có ở cá sấu đực, thì mọi hộp sọ của Sarcosuchus dường như đều có cục u này, cho thấy đây có lẽ không phải là một đặc điểm dị hình giới tính. Hiện các nhà nghiên cứu vẫn chưa rõ cấu trúc này có công dụng gì, và một số giả thuyết cho rằng nó giúp hỗ trợ khứu giác của con vật khi nó đánh hơi tốt hơn khi ở dưới nước. Cơ thể của Sarcosuchus được gia cố bằng những vảy xương rất đặc trưng của dòng dõi cá sấu. Tuy nhiên khác với cá sấu hiện đại, vảy xương của Sarcosuchus có sự liền mạch từ cổ cho đến đuôi, trong khi ở cá sấu hiện đại có sự không liền mạch giữa vảy xương ở cổ và phần còn lại của cơ thể. Một sự khác biệt khác nữa giữa Sarcosuchus và cá sấu hiện đại đó là chúng không có khả năng thực hiện cú xoay tử thân, theo một nghiên cứu vào năm 2014 do cấu trúc hộp sọ khác biệt. Với kích thước khổng lồ cùng khả năng săn mồi đáng sợ bằng cú cắn chết chóc của mình, Sarcosuchus đương nhiên sẽ nhắm đến những con mồi có kích thước lớn nhất trong môi trường của nó, đó là khủng long. Sarcosuchus chưa trưởng thành có mõm dài và hơi hẹp giống cá sấu Ấn Độ, và trong giai đoạn này có lẽ chúng thiên về ăn cá. Nhưng khi trưởng thành thì phần mõm sẽ trở nên rộng hơn và dẫn đến một thực đơn đa dạng hơn. Cùng hệ tầng với Sarcosuchus imperator ở châu Phi là những loài khủng long ăn thực vật có kích thước tương đối lớn như khủng long chân chim Lordosaurus, Uranosaurus, khủng long chân thần là Nigerosaurus. Khủng long ăn thịt ngoài Suchomimus còn có chi dị long là cá mập Eucacaria và chi Abelisauridae cryptops, cả hai đều nhỏ hơn so với Sarcosuchus. Nhìn chung thì Sarcosuchus có thể săn gần như mọi thứ trong môi trường của nó, từ cá cho đến khủng long. Trong một số đoạn thuộc bộ phim tài liệu Planet Dinosaur vào năm 2011, chúng ta cũng từng thấy Sarcosuchus gặp gỡ và đối mặt với những chi khủng long nổi tiếng như các Carnotaurus hay Spinosaurus. Tuy nhiên điều này không thật sự chính xác vì trong dữ liệu hóa thạch, Sarcosuchus không cùng niên đại với những gã khổng lồ này. Loài khủng long ăn thịt lớn nhất mà Sarcosuchus có thể đối mặt là Suchomimus mà thôi. Vừa rồi là toàn bộ nội dung về Sarcosuchus, hà bá châu Phi, kẻ hủy diệt khủng long. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.